giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Talk Show World Series 2019. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta đến ngay với các vị khách mời của chúng ta. Mình là Nguyễn Hồng Sang và mình đang là chủ kênh AS Mobile. Các bạn cũng biết tới mình trong cái số đầu tiên rồi. Và mình là Thuận, mình là huấn luyện viên của Tim Lê Phân. Hôm nay có vẻ đơn giản, nó hơn, xúc thích hơn. Và đây một gương mặt thân quen, một người bạn của tôi. Hello mấy cưng, vẫn lại là mình đây, mình là WZ Bell, mình là đội trưởng của team WZ. Mọi người hay gọi mình là Bell Bướng Bỉnh đúng không? Và phía bên tay trái của Huy Hoàng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bảo Lan, đương kim của đấu trường sinh tồn 2019. Hello tất cả mọi người nha, mình tên là Đoàn Ngọc Phước. Mình tên là Nguyễn Thành Nhung. Còn mình là Nguyễn Hình Thái. Và như chúng ta đã biết, trong cái buổi talk show đầu tiên thì chúng ta đã phân tích về lối chơi của Bảo Lan ở đấu trường 2019. Vậy thì có ai có thể đoán được ra nội dung của chương trình buổi talk show số thứ hai này của chúng ta sẽ nói về nội dung gì không? À đây, lại một gương mặt sáng sủa. Em nghĩ là buổi talk show hôm nay mình sẽ bàn luận về chiến thuật của đội tuyển nước ngoài. Em nghĩ là vậy. Có vẻ như đây là một chàng trai rất nhạy cảm và sắc bén. Và hoàn toàn Thiệu Sang đã nói đúng ý của tôi. Đến với chương trình talk show số 2 này, chúng ta sẽ phân tích và chia sẻ lối chơi của các đội tuyển đến từ khu vực Brazil. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với clip về trận đấu đầu tiên. Có giao tranh rồi kìa. Mới nhảy xuống có giao tranh rồi. Có giao tranh tại nhà tôi nóng hổi luôn. Mọi người pha pha xoáy này thế nào? Chất lượng không? Chất lượng. Pha rồi chắc là nhấp nhả chắc là đến 5-7 viên đạn kìa. Nó làm Sika mà. Giống Việt Nam mình thôi, gặp người là đâu có nhịn đâu. Không, nhưng Việt Nam mình ở dưới okay, là nếu mà thấy hướng dù cùng ấy là thường họ bẻ lái, đúng không? Bẻ lái, bẻ lái. Còn đây có thể là chơi luôn, ba cái đều gần nhau luôn. Cái chỗ này bẻ lái là chết. Xung quanh khu vực này là không có chỗ nào ẩn nấp. Mới xuống mà có Sika mà B40 thấy là đẹp dai à. Nhân phẩm tốt đúng không? Đúng rồi, đẹp dai. Nhân phẩm nhất nhau. Rồi gặp. Chưa nhảy xuống khỏi đánh chiếm địa bàn. Hôm nay tay mồi nhà. Cách chơi của Việt Nam mình thì không có chiếm khu nhiều, nếu mà khu thì phải nhảy khu khác. Thường Việt Nam mình hay chơi chiến thuật là né giao tranh ban đầu. Còn với Bell thì sao? Nếu mà giai đoạn đầu mà thường mà team mà có thấy độ hai team khác cùng cánh dù đang cùng hướng thì quyết định là chọn lại khu vực đấy hoặc là bẻ lái đi hướng khác? Thì mọi người cũng biết là team WG là auto nhảy auto ở đâu rồi, ai vào là coi như là vào nhà mình là phải đánh đuổi ra thôi. Cái đội này vừa bị đánh đuổi ra coi xưởng đúng rồi, nên đúng rồi. Thiếu đồ rất nhiều à, cho nên là thiếu đồ ở phía bên này đấy, AK sấy kìa lâu. Ui. Trong khi đó mình lâu bỏ chạy rồi, lâu đánh đuổi. Vậy là đội này chứng tỏ là cũng mạnh nhưng mà tránh giao tranh lúc đầu, chiến thuật là tránh giao tranh lúc đầu nó mới bỏ xưởng. Như vậy là vào đến cái giải của họ cũng chưa rất là chắc chắn, chắc kèo đúng không? Ở rất là khéo. Không có đồ, không có gì ăn. Việt Nam chẳng hạn, chúng ta là có sẵn sàng có những pha gọi là chỉ cần có súng luôn. Nhảy dù sao không có súng cũng lại đấm nữa. Ôi, trời, mặt tầm sấy á. Trời, 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 trời rất là nhiều. Cái nước ngoài cũng trời nhiều. Trời rất là nhiều. Nhưng mà các bạn từ sau cái bản update 18 thì cũng trời thấy con băng thua lắm. Cũng càng thủ trời là càng chết. Tại vì cái nỏ đấy có thể bắn lên nóc. Như tôi đó hôm qua cũng có giao lưu với LS, TS bắn cái chiến thuật rất hợp lý. Thủ trời như này nhé, chỉ cần bắn lên cái nóc trời là mất máu toàn bộ. Như vậy là mọi người thấy các bạn ô bản bằng OB18 thì nó thay đổi meta gì không? Thay đổi cả chiến thuật đúng không? Thay đổi nhiều lắm, luôn đấy. Thay đổi rất là nhiều về cả chiến thuật. Một vàng là non lá của Việt Nam. Có một tem bơi. Trong nó đang đứng ở dưới kêu bơi. Nãy giờ chúng ta vẫn chưa thấy một pha giao tranh nào khô máu cả. Chúng ta chưa thấy một pha đôi công này. Biết rồi. Ôi, đây, một pha đôi công cá thời cơ. Câu cá. Anh chàng làm gì chứ? Làm gì chứ đây nhỉ? Còn mình như còn có mình à, mình còn một mình núp viền bo tủ viền bo tủ này bắn xuống dưới này rồi là bắn trả lên là chết liền, nhìn có thấy góc này hết chạy rồi, góc này đặt con keo ba đã bắn rồi, bắn chủ quan quá, chủ quan đứng họ quá trời. Nếu mà nói về những mặt kỹ năng của những vật thì Brazil khá giống của Việt Nam. Và thấy là nãy giờ vẫn chưa thấy một cái pha kỹ năng highlight. Có rồi. Ta thấy cũng sử dụng MP40 rất là nhiều. Bên đây họ MP40. Nãy giờ chưa thấy shotgun. Nãy giờ chưa thấy shotgun. Indoor, chỉ có indoor nếu mà thấy. Nhìn nếu mà không bắn shotgun thì tôi chắc chắn là kỹ năng của Brazil cũng không phải là hay, chỉ là bình thường. Nếu em nghĩ sai rồi, em nghĩ là nếu mà không bắn shotgun thì kỹ năng của nó cơ động nhiều hơn chứ. Cơ động nó. Biết tại sao không? Nó không áp sát được đối phương nên nó bắn MP40.
Nếu bắn sát được đối phương chắc chắn sẽ dùng shotgun. Ui, vẫn bò 19 kìa. Cái Giang em hiểu không nổi luôn. Đội đội new là mới cầm shotgun là chúng ta đội này mới là kỹ năng. Như tôi nói vừa rồi, để xem đội này có tốt một hay không. Anh Đức nhìn cầm shotgun là biết là có kỹ năng. Cầm snipe. Ở đây tội này có hai người bắn sniper luôn. Hai người snipe. Ui, kéo rất là nhanh. Cái pha này các bạn ghét này bắn không cần phải ra xa quá nè. Em chỉ cần nghĩ là điểm tựa là góc cây. Phải lỗi rất là nhiều. Lỗi không? Sấy quá lỗi. Cầm lỗi mưa mà lỗi nhiều lắm. Không lỗi mù mắt. Rồi, chúng không lỗi. Không lỗi. Chính xác luôn. Lê luôn. Không, lê là quá. Ở đấy mà clear. Bốn người. Chắc là Phước lùi về vị trí top 3 thế giới quá. Góc này vẫn đẹp luôn. Sấy. À, đứng dưới rồi cái này. Trời ơi, bẻ đầu luôn à. Bẻ đầu. Nó giết nó nhảy làm cái gì? Và nó giết đó có khi tóc ngột được luôn. Thế cho tem new. Bên kia còn yếu máu rồi, không có máu. Đây hai người. Mày hết máu rồi. Không có máu thơm. Không có súng gì luôn, không có súng gần gì. Hết máu luôn rồi. Bạn tốt nha. Chúng ta đã kết thúc với video clip đầu tiên rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với clip thứ hai để sau đó chúng ta có một cái đánh giá chung dành cho cái giải đấu tại Brazil với hai trận đấu chúng ta vừa thảo luận. Lao lại thử trời. Cảm giác cái đội này đội này bắn thủ. Lao và cà lao. Lao giống nhau. Bốn người nên trời dễ bị khét. Con người kia nhảy xuống trời rồi. Nhảy xuống trời bẻ lái rồi. Đụng hết. Trời ơi. Ok. Lý. Xong rồi. Mất hai người rồi. Hai người là kết quả đấy luôn đi. Đẩy rồi. Tên này công rất là hợp lý luôn á. Không ẩu. Một người xuống làm phân tâm trước đã. Một người xuống làm phân tâm bây giờ công rồi. Công chậm rãi nha. Công từng người nào mất máu rồi gì công lên thấy không? Rồi đẩy lên. Đẩy lên luôn. Gấp tầm này đúng rồi. Đẩy lên. Lần này đỡ không nổi đâu, Xém nữa thì cái người kia gục rồi chết. Không, em thấy cái người lỗi nhất cái lưng người đi xuống cầu thang đó. Đó đi xuống là lỗi đó, là cái ngồi bên trong luôn chứ đợi lên đừng nghĩ. Ba người không, nếu có cái đó có một người nhảy xuống chết thì lúc đầu không mình có thể là dung di, nhưng mà ba người kia một người tiện đi xuống chết. Tự nhiên lú ra cái chỗ đầu thang làm gì là không hiểu rồi đó. Tự nhiên chết là nếu mà ba người vẫn thủ cái trò. Đó vẫn ngồi bên trong rồi nè. Một tem khác vẫn thủ trò. Bắn thủ này là bắn thủ. Hứa tập lái xe lấy vào B9 lại bắn trò em thôi. Vừa lái xe vẫn vào B9 được rồi. Biết nhẹ lưng cao 80 điểm này chờ em. Chạy qua. Chạy vòng mắt. Toàn gọi ông giáo ạ. 9 kill. Ủa cái gì vậy? 180 điểm rồi. Còn nhiều tranh cướp. Bắn rất là tự tin luôn. Nhìn thấy bắn chậm rãi sẽ kêu nhiều. Lên rất là nhiều. Kinh nghiệm. Nó không giống như bên Việt Nam mình cứ highlight là kêu nhiều. Còn bên đây là chậm rãi là kêu nhiều. Mình thấy họ bắn cảm giác nó vàng tay nha. Vàng tay công rồi gì không sợ bể đầu. Cái đó là đội ghét đúng không anh? Đội ghét bắn. Chứ mấy đội kia đó mấy cái đội không sợ bể đầu đó bị lia hết rồi đó. Chứ thấy là đội kia bắn chứ nhìn mấy cái team Brazil là không ai bắn công đâu, chỉ thủ đứng yên một chỗ chờ bo tiếp theo. Không có di chuyển, không có săn người, chỉ thủ bắn thủ. Ta mới thấy bo một thôi mà cũng khá là nhiều người phải nằm xuống rồi. Cái lối bắn này cũng không có cống hiến cho người xem lắm nên xem dễ buồn ngủ. Bo này còn 12 người cũng bo quá nhưng không vẫn còn giữ nguyên được 4 người. Ta thấy là đội màu đỏ họ hình như là họ chỉ có bom keo để mà che thôi. Đó có bom keo nên mới dám bắn như vậy. Đúng rồi. Có bom keo họ đẩy luôn, họ chấp nhận đẩy luôn. Đẩy sao ta? Đẩy họ làm gì nè? Bo này họ làm cá, gì? Cá ui, bắt đầu đẩy ra. Ui. Họ chọn những cái bo không có gì chỉ được có nhiều liệu đây. Không, họ đẩy luôn kìa. Nhưng mà hơi phí. Chơi nhanh kìa, chơi không, nhanh. Ném tầm 3 quả rồi đẩy lên. Tí nữa mất kêu nên biết đâu cái đó nó xài. Em nghĩ là nó sẽ cần nhận công để chiếm chỗ. Buộc vào bo chứ không phải là công để chiếm chỗ. Khoan, chiếm chỗ rồi kìa. Họ đi rất là nhanh. Là cái khả năng. Bo siết rồi. Họ xét là buộc phải đi rồi. Khi mà những cái team khác họ giữ việc đòn, họ cam những cái góc tốt thì những cái team rất là nhanh, rất nhanh. Tin nên họ chọi đầu đạn xuống. Rất nhanh luôn. Xong rất kỹ luôn, họ công rất kỹ. Tráng hết 2 người rồi, 3 người rồi. Nhiều lựu đạn, nhiều ống keo, cái gì cũng có thiên thời đi lại. Nhưng còn hòa nữa. Nhưng mà thiếu mỗi kỹ năng thôi. Còn hòa hình như chúng ta là đang 2 đấu 2. 1 đánh 2. Lên cầu. Hay quá. Họ chiếm góc những góc rất là đẹp, rất là nhanh. Cái góc này là đúng đẹp luôn, góc này không ai bắn được luôn. Cú thẳng lên đầu rồi. Bò ép rồi. Bò ép rồi.
Bơm mộng. Làm gì đây? Bơm mộng. Bơm rồi, bơm rồi. Hai em kia lên cầu luôn à. À, có một người à. Cái này là dưới cầu là hai, hai em kia lên cầu luôn rồi. Một người à. Mà kia ít máu hơn. Bình chặt. Đây, hai tay chứ. Hai người chết. Hai người sau. Nhưng mà sau người trước người sau. Chỉ có người trước người sau. Neil bị loại trước. Không, Neil. Tên Neil. Người thứ một. Neil. Thấy không, em nói rồi. Để tối chết lắm. Theo em đánh giá thì cái lối chơi của Brazil thì họ, em cảm giác là họ chơi chưa có được gọi là chủ động trong một vài tình huống giao tranh. Họ thường chọn góc bắn tốt hơn là những cái pha xử lý quyết đoán. Em thì cảm giác thấy các đội chơi bình thường lên. Bình thường có tem ghét thì di chuyển nó hơi rộng rãi tí cho nên là có góc bắn. Cái nhịp độ trận đấu rất là chậm, cực kỳ chậm luôn. Thường thì những cái nhịp độ trận đấu này là thường rơi vào những cái trận đấu đầu tiên hoặc là trận đấu thứ hai. Đó, còn đây là em xem thì nhịp độ trận đấu thì từ đầu đến cuối cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà đến về khúc cuối thì những cái đội nào mà họ kiểu như là họ muốn chiếm lĩnh được cái bo cuối của họ thì họ đẩy rất là nhanh. Em thấy 12 đội thì họ bắn cũng bình thường, nhưng mà riêng cái đội Neil á, với cái đội Reckonic. Reckonic thì nếu như họ lấy cái top 6 nhưng mà với cái lượng kill là 9 kill, 10 kill thì họ chỉ có một cái lượng điểm thật ổn, chấp nhận được. Còn nếu mà đội Neil á, đội Neil thì em thấy chủ động di chuyển, tìm góc bắn và họ tính toán được những cái phía tầng sâu của họ, có người hay không. Họ chết rất là kỹ, họ bắn kiểm soát trận đấu là rất tốt. Nếu mà nói về chiến thuật của mấy đội bên Brazil thì là bắn với áp dụng chiến thuật rộng rãi thế giới thì không ăn thua cho lắm. Bác Cái, bạn nghĩ sao về cái quan điểm vừa rồi của chú Bèo? Chú Bèo nói đúng rồi. Hay quá. Em không dám chắc khẳng định là 100% là tụi em với họ là ai thắng ai thua cả. Nhưng mà nếu so với kỹ năng mà họ đang có, những gì em đang xem được, thì em có thể tự tin rằng đội của em có thể đánh bại đội tuyển Brazil ở trong giải đấu khi mà tụi em giao tranh tầm gần. Trước khi xem có tự tin chưa? À, trước khi xem thì em chưa tự tin, nhưng mà bây giờ tự tin rồi đúng không? Tự tin rồi, tự tin rồi. Vâng, thưa các bạn, và sắp tới của Lan, họ sẽ có mặt tại chiến trường của Brazil cùng với các đội tuyển xuất sắc khác. Hy vọng họ sẽ giành được thật nhiều top 1 và mang vinh quang về cho Việt Nam. Và hãy cùng Huy Hoàng BK ủng hộ cho Cỏ Lan. Và đừng quên theo dõi tập cuối cùng với AS Mobile. Bắt cái nắp ngón WG Bell. Và tôi, Huy Hoàng BK. Xin chào và hẹn gặp lại. Free Fire World Series 2019 diễn ra vào ngày 16 tháng 11 trực tiếp trên các kênh sóng của Ghana Free Fire. Hãy đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.